Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Kiều hối Việt của Ban truyền hình đối ngoại. Thưa quý vị, đối với những gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài, kiều hối là lượng tiền họ nhận được hàng tháng, hàng quý hay hàng năm thông qua hệ thống ngân hàng hay là các công ty chuyển tiền quốc tế. Ở nền kinh tế Việt Nam, kiều hối, cụm từ có lẽ đã không còn quá đỗi mới mẻ này hay được hiểu theo cách trên. Theo một số nghiên cứu thống kê chưa đầy đủ, trong số nhiều mục đích mà bà con người Việt ở nước ngoài gửi tiền về nước như trợ giúp thân nhân, gửi tiết kiệm, thì đáng ngạc nhiên là có tới 70% lượng kiều hối được đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cả những hộ kinh doanh cá thể. Và khi đem tiền về nước đầu tư, thì những người Việt đã có thời gian lao động học tập ở nước ngoài lại đem theo kiến thức, công nghệ ở nước sở tại về ứng dụng tại Việt Nam. Bởi vậy, khái niệm kiều hối có thể mở rộng ra không chỉ là tiền mà còn là đóng góp bằng trí tuệ, kinh nghiệm của kiều bào ngay chính tại quê hương mình. Trong căn phòng phục vụ thực khách, bức ảnh khổ lớn nhất này chính là lời cam kết của ông chủ nhà hàng, một doanh nhân người Đức gốc Việt. Ông Nguyễn Trọng Cử, xuất phát điểm là một luật gia có hơn 30 năm kinh nghiệm tại Đức, nay lại gắn bó với nghiệp nuôi trồng thủy sản nước lạnh, mà cụ thể là ấp nở và ươm hai giống cá tầm Siberia và cá tầm Nga tại Sapa, Việt Nam, được ngót nghét gần 5 năm nay. Điều đáng nói, nghề tay trái mà vị luật gia này đang đảm nhiệm lại đang mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi trồng thủy sản chất lượng cao ở nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam. Con cá tầm cá hồi là mới Việt Nam, thì những người đi tiên phong như chúng tôi có thể nói rằng là phải mày mò từ đầu, và chúng tôi cũng đã với sự hỗ trợ một số kinh nghiệm mà những năm tôi sống ở Đức có được, và đặc biệt là sự giúp đỡ của những cái giới chủ cá tầm cá hồi ở Đức. Và hiện nay chúng tôi cũng đạt được một số cơ sở, ví dụ như ở Sapa, ở Tâm Đào, Sapa Lào Cai ở Tâm Đào, tôi còn trái giống ở Đà Lạt, và hiện nay cũng đang nuôi thử nghiệm ở Hồ Thác Bà. Chúng tôi đã triển khai một cái mô hình nuôi cá hồi cá tầm lớn ở Lang Chánh, Thanh Hóa, và tôi cũng đã khảo sát Hòa Bình và thời gian tới cũng sẽ tiếp tục đầu tư Hòa Bình. Ở trại giống khảo nghiệm đặt tại Sapa, ông Cử phải tính toán từ việc cung cấp nước đủ cho trại giống, rồi hệ thống nâng nhiệt khi nhiệt độ tự nhiên tại Sapa vào khoảng 13 đến 14 độ, trong khi điều kiện ấp cá tầm vào khoảng 18 độ. Còn tại nhà hàng đặt tại Hà Nội, hệ thống lưu trữ cá tầm, cá hồi được đầu tư bể lạnh tuần hoàn hạ nhiệt theo công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Hệ thống này duy trì cá tầm, cá hồi sống ở 10 độ và thực khách luôn được ăn cá tươi sống bắt từ bể lên. Đây là những kiến thức mà ông tích lũy được trong những chuyến đi đi về về, học hỏi từ một gia đình có truyền thống nuôi cá hồi và cá tầm 130 năm tại Đức. Phát triển bền vững là phải dựa trên một cái nền tảng trí thức, và anh Cử là một nhà trí thức. Thứ hai là anh biết kết hợp với các cái và mời được những người có cái trí thức cao về cái ngành này ở thế giới. Thứ ba nữa là phải có công nghệ tiên tiến. Thì cái công nghệ tiên tiến thì cái điều kiện, như tôi nói là người nông dân thì không thể có những cái điều kiện mà thu hút các cái trí thức của nhân loại, cũng không có cái điều kiện để ứng dụng những công nghệ tiên tiến. Thì ở đây anh Cử đã làm được những điều ấy. Đến nay, khi thương hiệu cá tầm, cá hồi sạch của doanh nhân này đã được khẳng định trên toàn miền Bắc và nhiều tỉnh phía Nam, ông lại càng quyết tâm làm giàu cho quê hương từ chính nghề nông. Cá tầm, cá hồi là thuộc thủy sản nước lạnh, lạnh và mát, thì chỉ có những nơi vùng xa, vùng sâu, vùng cao, ở miền núi thì mới phát triển được hai loại cá này. Thì hiện nay với 6 cơ sở, 2 nhà như thế thì chúng tôi có khoảng chừng là 7 đến 80 lao động tạo công việc làm, và có thể nói là cung cấp giống để mà gián tiếp, tức là có thể phát triển ngành thủy sản đất lành. Thì cái số lượng mà người tham gia và các công ty hộ gia đình tham gia vào đầu tư vào lĩnh vực thủy sản đất lành thì càng tăng, và như thế thì số lao động trên lĩnh vực này cũng sẽ phát triển theo. Từ một kết quả nghiên cứu khoa học của nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, khẳng định cá hồi, cá tầm có thể nuôi và phát triển được ở Việt Nam, Nguyễn Trọng Cử đã chớp lấy và dấn thân để khẳng định tại Việt Nam
có mô hình cá tầm, cá hồi sạch, chất lượng cao từ trang trại đến bàn ăn. Luật gia Nguyễn Trọng Cử và nghề nuôi cá xứ lạnh của ông tại vùng nhiệt đới chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện thành công của người Việt xa quê có cơ hội quay trở về phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Còn những trường hợp khác, xuất phát điểm của họ chỉ là những lao động được xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Bằng cách này hay cách khác, họ cũng mở trại giống, chăn nuôi rau, gà dựa trên những gì học tập được ở nước bạn, góp phần ổn định kinh tế gia đình. Nền kinh tế chất xám này đã và đang tạo động lực phát triển bền vững cho nhiều địa phương trên khắp đất nước Việt Nam. Còn ngay bây giờ, trước khi trở lại với giá trị đơn thuần của kiều hối, xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Ngân hàng HSBC Việt Nam và công ty Market Economic vừa công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI đã tăng mạnh từ mức 51,3 điểm trong tháng 3 lên mức 53,1 điểm trong tháng 4. Đây là lần đầu tiên chỉ số này đạt mức kể trên từ khi bắt đầu được công bố vào tháng 5 năm 2012. Báo cáo của HSBC cho biết lĩnh vực sản xuất tiếp tục đà cải thiện mạnh, số đơn đặt hàng mới tăng cao. Theo đó, số đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ 2 liên tiếp với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia của HSBC cho biết đơn đặt hàng tăng nhanh trong 2 tháng qua chủ yếu đến từ Mỹ và các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu. Xuất khẩu hàng dệt may, giày dép, phụ kiện di động tăng so với năm ngoái và sẽ còn có kết quả tốt hơn trong nửa năm 2014 khi hoạt động đầu tư mới bắt đầu đưa vào vận hành. Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chính thức công bố 4 tháng đầu năm, các dự án FDI giải ngân ước tính được 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013. Trong số này có 390 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,22 tỷ đô la Mỹ, bằng 65,4% so với cùng kỳ năm 2013. Ngoài ra, còn có 140 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với 1,62 tỷ đô la Mỹ, bằng 49,7% so với cùng kỳ năm 2013. Việc vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng qua giảm so với năm 2013 được cho là vì không có dự án quy mô lớn, quy mô hàng tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo chính thức của Ngân hàng Thế giới năm 2013, Việt Nam đứng thứ 9 trong số những nước nhận được kiều hối nhiều nhất thế giới với 11 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là Việt Nam vẫn nằm trong danh sách 10 quốc gia có lượng kiều hối cao nhất thế giới. Bất chấp tình hình kinh tế ở Mỹ hay châu Âu gặp khó khăn, người Việt sinh sống hay lao động ở ngoại quốc vẫn luôn luôn cố gắng gửi tiền về nước với mức kiều hối tăng đều đặn khoảng 10% mỗi năm. Những năm gần đây ghi nhận luồng kiều hối từ các thị trường xuất khẩu lao động như là Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản đổ về. Như vậy, kiều hối xuất phát từ lực lượng lao động làm việc ở nước ngoài phụ thuộc khá nhiều vào số lượng cũng như chất lượng người lao động Việt Nam đưa được. Năm 2013, chúng ta đã đạt được kết quả gì trong xuất khẩu lao động và cần làm gì trong năm 2014? Nội dung này sẽ được đề cập đến trong phỏng vấn ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngay sau đây. Cảm ơn ông đã dành cho Kiều Hối Việt cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông cho biết kết quả đạt được của xuất khẩu lao động năm 2013. Năm 2013, một năm mà chúng ta thấy rằng ngay đầu năm, chính phủ đã giao chỉ tiêu là 85.000 lao động. Thì khi nhận chỉ tiêu này thì chúng tôi thấy rằng là có những cái khó khăn nhất định. Thứ nhất là cái kinh tế của khu vực chúng ta, của châu lục và của thế giới có những cái bức tranh mà không được sáng. Có nghĩa là gì ạ? Nhu cầu tiếp nhận lao động ở nước ngoài các quốc gia là có hạn chế. Vấn đề thứ hai đó là cái cánh cửa sang làm việc tại Hàn Quốc là tạm thời đóng cửa. Vấn đề thứ ba là cái thị trường Malaysia, một thị trường mà rất phù hợp với lao động phổ thông chúng ta về mặt kỹ năng nghề, về mặt tài chính, chi phí trước khi đi và đặc biệt là trong cái hiệp hội ASEAN chúng ta. Thì các bạn trẻ của chúng ta lại không mặn mà, không nhiệt tình đi làm việc tại Malaysia. Thế và hơn nữa đấy, các quốc gia ở Trung Đông ấy, là những quốc gia mà tiếp nhận nhiều lao động nước ngoài vào xây dựng thì cũng có những cái hạn chế về số lượng nhận vào. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì phải nói rằng là theo con số thống kê chưa đầy đủ thì chúng ta đã đưa được 80
8.500 lao động đi làm việc tại nước ngoài trong năm 2013. Như vậy so với chỉ tiêu đề ra đầu năm, chúng ta vượt trên 3.000 lao động. Theo ông, những điểm đáng chú ý nhất của xuất khẩu lao động năm 2013 là gì ạ? Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động nhìn nhận và thấy rằng là sẽ xuất không được nhiều. Thì chính vì thế cho nên các doanh nghiệp có thời gian để tập trung để mà tăng cường cơ sở vật chất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Và nếu có hợp đồng nước ngoài thì các doanh nghiệp xuất khẩu lao động họ cũng rất cân nhắc cẩn thận để mà tìm xem những hợp đồng nào có thu nhập tốt, đảm bảo được những cái yêu cầu về mặt bảo hiểm xã hội, bảo hiểm an toàn lao động v.v. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng là chất lượng lao động được nâng cao từng bước và hợp đồng chúng ta được lựa chọn kỹ. Và đây là cái mà chúng tôi khẳng định 2013 đã có những bước chuyển trong cái bước chuẩn bị nguồn nhân lực. Và hơn nữa đấy thì sự phối hợp với các ban chỉ đạo xuất khẩu lao động của địa phương cũng như là các doanh nghiệp xuất khẩu lao động một cách rất bài bản và phối kết hợp và chặt chẽ, chúng tôi có thể nói rằng là tất cả các thị trường như là một cái bình thông nhau và đa ngách. Nếu mà giảm thị trường này thì các cháu lao động chúng ta lại rất nhiệt tình và có nguyện vọng sang làm việc tại cái trường khác. Với những kết quả của năm 2013, vậy thì định hướng của xuất khẩu lao động năm 2014 sẽ như thế nào? Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cũng đang tập trung vào hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là đối tượng mà có kỹ năng cũng như là trình độ cao, thợ hàn, cán bộ quản lý các dự án, cán bộ công nghệ tin học, cán bộ điện cơ, kỹ sư điện cơ v.v. Thì đây là cái đối tượng mà ở Hàn Quốc thẻ vàng hoặc là ở Nhật Bản họ cũng rất cần nhiều. Các nước ở vùng Đông Nam Á của chúng ta đấy thì có Singapore, họ cũng có nhu cầu như vậy, hoặc là Brunei. Thế rồi các nước ở Đông Âu cũng có cái nhu cầu có trình độ cao và có tay nghề cũng như kinh nghiệm tốt. Và đặc biệt chúng tôi cũng xin được chia sẻ đó là năm 2013 thì Việt Nam với Nhật Bản chúng ta sau khi ký cái biên bản hợp tác kinh tế đối tác đấy thì các bạn đồng ý tiếp nhận y tá và hộ lý của Việt Nam chúng ta. Các bạn đã tuyển được hai đợt, mỗi đợt khoảng 150 người. Một quốc gia thứ hai là Cộng hòa Liên bang Đức, là một quốc gia phải nói rằng nằm trong khối EU, cộng đồng châu Âu. Thì cái việc mà quy định nhập cư cũng rất là khó. Thế nhưng mà các bạn ở Đức cũng hợp tác với Việt Nam chúng ta trên cơ sở cái mô hình hợp tác với Nhật Bản. Đây là cái mà chúng tôi thấy rằng cái đối tượng y tá hộ lý là đối tượng mà chúng tôi gọi là lao động có trình độ cao, có đào tạo bài bản. Bởi lẽ nếu mà hình ảnh của y tá hộ lý chúng ta mà đã được hai quốc gia Nhật Bản và Đức chấp nhận đấy thì các quốc gia khó tính khác như là Úc, như là các nước Bắc Âu hoặc là kể cả Hoa Kỳ cũng có nhu cầu chất định, thì chúng ta sẽ vươn tới được trong các thị trường mà có cái thu nhập cao. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, nhờ kiều hối chúng ta có thêm nguồn thu ngoại tệ ổn định, tăng dự trữ ngoại hối quốc gia, giảm thiểu sự phụ thuộc nguồn vốn nước ngoài. Mặt khác, kiều hối giúp tạo thêm công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người dân thông qua đầu tư, kinh doanh của Việt Kiều, đồng thời góp phần cải thiện ngân sách cho nhà ở, y tế và giáo dục. Để có thể tận dụng tốt nhất nguồn kiều hối vào phát triển kinh tế bền vững, Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đưa ra chính sách phù hợp để thu hút trí tài, trí lực của bộ phận người Việt sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Chương trình Kiều hối Việt tuần này đến đây xin được tạm dừng. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.